Rồi anh em vào sau để cho mình một like và đăng ký kênh nha anh em ơi. Ôi phải nói là mãn nhãn anh em ạ. Tại sao một khẩu súng cao này lại có thể mạnh được như thế nhở? Nghe nó vô lý vai đái anh em ạ. 6 kill rồi. Điểm. Trong khi mà bình tì đang rất là khó khăn cho mình để lên được con số 30 thì ôi vẫn có Viper. Một đối thủ nặng ký trong trận đấu ngày hôm nay. Triple kill rồi. Trời ơi Viper ơi. Bắn nhẹ nhàng thôi cho anh em thở với. 4 kill từ vị trí của Nichin ở đây rồi. Đối trọng của Viper lúc này chắc chỉ có Nichin thôi. Nhưng mà yên tâm là Nichin chỉ tham gia cho vui thôi anh em ạ. Thế là 6 kill rồi. Có cho mình được combo 6. Trời ơi, sờ cao mà bắn combo 6 thì cũng chịu đấy. Viper 5 kill đến từ vị trí của bóng đâu? À đây rồi, Batman Dog. Ui, đã Batman lại còn Dog nữa. Còn 17 máu thôi. Trước khi nằm xuống thì dừng ở con số 6. Ui, Viper 7 kill kìa. Khiếp. Từ từ nhá, Viper lên có gọi là khoảng cách nhất định. Khi mà mới chỉ có những giây phút đầu tiên đã có cho mình là 10 mạng rồi. Và dừng lại tạm thời là cao nhất với combo 7. Còn người anh em, người anh AD, đây là AD của chúng ta. Đây là màn hình của AD này, chắc là đang ngồi đá sim này. Bắn đi anh ơi, bắn đi cho mọi người. Bắn vui là chính thôi mà, chứ không phải quan trọng quá đâu. Hai người lên, ui dồi, một máu còn lại, đó chính là Viper. Đang có cho mình là số combo là 4. Trời ơi, 5 kill rồi. Một máu để xem nào anh em, thử xem là mình nghĩ là để xem là một máu sẽ được bao nhiêu kill. Nichin lúc này cứ soi đến ai là máu. Sao nó cứ thấy thiếu thế nào ta. Batman Dog, đây rồi. Nghe tên thì hơi có vẻ hơi bị đần chút, nhưng mà bắn cũng kinh phết anh em ạ. Trong phòng này toàn cao thủ thôi nhá, không đơn giản đâu. Trời ơi, những viên scout được nổ ra với độ chính xác cực kỳ là cao. Đây rồi. Thôi là AD đâu rồi? À đây rồi. Cố lên anh ơi. Anh hiện giờ AD của chúng ta chỉ còn là 17 kill nữa thì có thể lên được vị trí top 1 thôi. Em tin anh làm được, cố lên anh ơi. Mà không, sao vậy em, anh lại run với mấy cái đứa này nhỉ? Trời ơi, em chơi với bọn đó suốt ngày rồi anh ạ. Khổ không dầm gầm lại. Thôi được rồi, 20 kill đó cho là số điểm của Viper lúc này. Tại sao có thể snap chuẩn được như vậy? Ta không chơi cận chiến anh em ơi. Không chơi cận chiến. Cận chiến là mình sẽ không tính điểm nhá, không chơi cận chiến. Ôi, AD cầm con mẹ cận chiến rồi. Ok. Ai AD cầm cận chiến chơi thì mình cũng không biết nói thế nào anh em chứ. 25 điểm rồi, khoảng cách bây giờ nó đang hơi bị xa quá khi mà cái phong độ này của Viper mình chưa thấy ai có thể là hạ được Viper lúc này cả. Cứ ngỡ như rằng Nichin sẽ là đối trọng gọi là cân bằng nhất trong thời điểm lúc này, nhưng mà không anh ạ. Nichin mới chỉ có 19 điểm thôi. 27 điểm rồi. Còn 2 máu rồi. Còn 1 với 2 máu này. Trời ơi, hay quá. À đây chơi sao anh em ạ? Nhưng mà không thôi, không sao tấu hài gì được. À đây thì à đây là ngoại lệ anh em chứ. Ui bắn kìa. Từng viên một. Hãy nói cái gì đi, 5 kill rồi. Còn nguyên 100 máu. Di chuyển lắt léo quá, né đạn như thần. Bắn như hack thôi anh em ạ. Nhưng mà bắn này thì bắn thật chứ không phải hack. Hack thì nó ôi, đấm đầu còn à. Đấm mồm liên tục. Đó chính là Viper của chúng ta. Có cho mình là 34 kill rồi. Ôi dồi ôi, bắn khó thở quá. Anh em cần cấp bình oxy lúc này không? Đâu ra để xem ngân đâu rồi. Nhường cho Ngân xong rồi chạy mẹ đâu mất rồi Ngân ơi. Ngân chạy mất rồi. Rồi chúng ta sẽ để ý Nichin một chút này.
Người anh em này kỹ năng phải nói cũng rất là hay, nhưng mà tuy nhiên có vẻ như sniper không phải là sở trường, nên là bị có dấu hiệu bị chứng lại khá là lâu, xuống top 3 rồi. Bình thứ hai là Binti với 26 kill, 4 kill đó là số điểm của Hana lúc này, 5 kill dành cho Hana rồi. Hana đi nằm xuống với 5 kill đây. Ở anh em vào sau để cho mình một like và đăng ký kênh nha anh em ơi. Ui rồi, phải nói là mãn nhãn anh em ạ. Tại sao một khẩu sở cao này nó lại có thể mạnh được như thế nhở? Nghe nó vô lý vai đái nha bạn, 6 kill rồi. Điểm. Trong khi mà Bình Ti đang rất là khó khăn cho mình để lên được con số 30 thì Viper làm nhẹ lại 45 điểm rồi. Cái này gọi là quái vật chứ không phải là người bình thường thôi anh em ạ. Sở cao nó còn bắn như thế này thì mình chịu rồi, mình không biết nói thế nào anh em ạ. Quá kinh anh. Không, Viper thì bắn hay thì có thật anh em ạ. Viper thì được, không phải mỗi mình nói thế đâu mà kiểu anh em cộng đồng, anh em cộng đồng là cũng biết tiếng là rất là lâu rồi, chứ không phải như ai đó. Tại sao có thể bắn được như thế? 49 kill rồi và 50 kill kết thúc trận đấu ngày hôm nay, có vẻ là nhanh hơn so với dự tính của mình. Khi mà top 2 33 kill thì Viper làm xong làm quá tốt nhiệm vụ của mình rồi. Xuất sắc, phải nói là xuất sắc, quá xứng đáng. Trời ơi, hay quá, bắn lên chịu anh em, 50-14. Phải nói là sau cả chục năm chơi truy kích của mình thì đây là lần đầu tiên mình thấy mà có người bắn khẩu súng cao nó kinh vãi đái như này đấy. Ôi ôi, thở không nổi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Em nhớ đăng bài, đăng kết quả lên cái. Ôi, thế tính ra là Viper được 2 giải đúng không? Cả trận 1 cả trận 2. Thôi chúc mừng em. Hay rồi, hay rồi. Thôi rồi, làm tí sinh tồn nhá. Ok, làm tí sinh tồn nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta chỉ có 2 trận thôi, nay còn là tổ chức vui vui thôi anh em ạ, chứ không phải ao làng đâu. Làm tí sinh tồn đi. Kinh nhở, bắn vãi đái thật. Má, cầm sở cao mà toàn 7-8 kill, chục kill. Ghê 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 ghê. Ok, làm tí sinh tồn anh em ơi. Hello bé Linh, hello Lê Minh Khoa nha. Vitas đúng không? Ờ. Đây đây, top 1 anh em ơi. Vitas là Viper. Vitas phải là Viper không ta?